みなさん、こんにちは。私はワインです。チャラバリマワイン。今日は中級の文法のみたい、らしいとぽいの文型の違いについてお話ししたいと思います。本来に我昨天教各位，每次看到这八种跟五重歌，来啦，みたい、らしい、わっぽい。始めましょう。chúng ta cùng bắt đầu nhé. じゃあまずはみたいです。đầu tiên là sẽ là một câu みたい。みたい của chúng ta có nghĩa là như là. Cách sử dụng đầu tiên của みたい thì như các bạn nhìn thấy đây là dạng kết hợp của nó sẽ là danh từ. みたい là danh từ. Thứ nữa đó là danh từ みたいに động từ ra.Một danh từ mà như là danh từ vậy, như là danh từ và làm cái gì đấy như là danh từ. Trả đêm hơn đầu tiên. Ví dụ đầu tiên ạ. Watashi wa Tom Cruise mitai na shito to kekkon shitai desu. Watashi wa Tom Cruise mitai na shito to kekkon shitai desu. Câu đấy nghĩa là gì ạ? Tôi muốn kết hôn với một người như là Tom Cruise. Thì trong trường hợp đấy,cấu trúc của mi tai của chúng ta có chức năng đó là nêu lên ví dụ điển hình để cho người đọc và người nghe dễ hình dung hơn về phát ngôn của chúng ta nhé. Ý nghĩa thứ hai của mi tai ạ. Ashita ame mitai ne. Ashita ame mitai ne. Câu này có nghĩa là gì ạ? Trong câu đấy thì mi tai của chúng ta ấy, đó, có nó giữ chức năng đó lànêu lên phỏng đoán cảm nhận của người nghe nhá, như là đó. Thì hiểu nôm na cấu trúc mi tai của chúng ta có nghĩa là như là. Tsugi wa rashi desu. Tiếp theo là một câu rashi. Thì như các bạn cũng biết cách kết hợp của nó sẽ là danh từ rashi nhé. Thì ý nghĩa của nó là gì? Rashi có nghĩa là đậm chất, đúng bản chất của nó. Ví dụ như là haru rashi, onna rashi.Otoko rashi. Haru rashi có nghĩa là đậm chất xuân. Onna rashi có nghĩa là nữ tính. Otoko rashi có nghĩa là gì ạ? Mê lình. Chà, đê vương nào yêu. Mình sẽ cho bạn đê vương nhé. Ví dụ ạ. Ano onna no shito wa onna rashi desu ne. Ano onna no shito wa onna rashi desu ne. Câu này có nghĩa là gì các bạn? Cái người phụ nữ kia kìa, nữ tính nhỉ. Thì trong trường hợp đấyDanh từ đi với là si có nghĩa là nó đậm chất một cái gì đấy nhá, là bản chất của nó như vậy, và khi mà đi thêm với là si nó thành tính từ đậm chất, được chưa? Ví dụ haru là si, kyo wa haru là si desu ne, kyo wa haru là si desu ne, hôm nay là một ngày mà đậm chất xuân nhỉ, thì đấy là cách sử dụng của là si nhé. Tsugi, danh từ oi, oi.Danh từ ở cái âm ngắt ôi thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là có vẻ. Thì bản chất của nó, bản chất của cái danh từ này không phải như vậy, nhưng mà nó lại có vẻ như vậy, nên khó hiểu thì. Ví dụ nhé, cái bạn con trai kia kiểu, rõ ràng là con trai mình nhìn như con gái ạ. Đúng không nhỉ? Cái bạn con trai mình nhìn như con gái, thì bản chất của bạn ấy là con trai. Thế nhưng mà bạn ấy từ cử chỉ hành động nói năng bạn ấy như con gái. Thì trong trường hợp đấy mình sẽ dùng là ôn nắp ôi. Ôn nắpôi, ona là con gái đúng không? Sau đó đi thêm cái âm ngắt là pôi, mình sẽ có là ona pôi, tức là như con gái. Khi câu ví dụ mà mình vừa đem ra cho bạn, bạn kia, bạn trai kia mà nhìn như con gái, thì mình sẽ nói là gì? Ano otoko wa ona pôi. Ano otoko wa ona pôi. Thì đấy là cách sử dụng của pôi nhá. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta nói là danh từ pôi này, thì nó có hơi một chút, nó là hơi chê, được chưa nhỉ?Ví dụ, あの人は話し方は子供っぽい。あの人は話し方は子供っぽい。Có nghĩa là cái người kia kiểu cách nói chuyện cũng như trẻ con ý. Là hơi chê một chút chứ không phải mang tính nghĩa khen mà kiểu đáng yêu như trẻ con đó các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu coi cho các bạn một chút về sự khác nhau giữa là chi và côi, được chưa? Cái câu sự khác nhau giữa là chi và côi thì có nhiều bạn khi mà học đến cấu trúc mà chiêu kiêuthì có hơn một chút phân vân. Thì là si và cô khác nhau như thế nào? Như vừa nãy mình đã nói, mình đã giới thiệu rồi đó. Là si có nghĩa là những cái gì mà đậm bản chất, là bản chất của nó là như vậy, mà nó chỉ đậm chất đấy thôi thì mình dùng là si.
Còn pôi sẽ là bản chất của người ta không phải là như vậy nhá. Thì mình sẽ dùng pôi. Ví dụ mình có hai từ onarashi và onapoi. Thì khi mà dùng onarashi thì chủ thể của nó sẽ là con gái, thì dùng là onarashi. Còn khi mà sẽ dùng là onapoi thì chủ thể của cái câu đấy phải là một bạn con trai. Wakarimasu ka? じゃあ次は、あの、みたいとぽいの違いについて話します。Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn sự khác nhau giữa mi tai và pôi. Ở đây mình có hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất, uso mi tai na hanashi. Uso mi tai na hanashi và uso pôi hanashi. Uso pôi hanashi. Thì thứ nhất là cả hai cách nói này đều dùng được ạ. Ok. Bởi vì sao? Bởi vì uso và hanashi của chúng ta là hai danh từ có cùng tính chất, được chưa nào? Một cái là lời nói dối và một cái là câu chuyện, thì nó đều có cùng tính chất với nhau. Thế là ở đây trong trường hợp này mình có thể dùng mitai và poi đều được nhé. Vậy thì hai cấu trúc này khác nhau ở đâu? Đó chính là giữa sắc thái và cái thái độ của chúng ta khi mà nói ra hai câu này. Câu thứ nhất, uso mitai na hanashi. Thì hanashi, cái câu chuyện đấy là thật, được chưa nào? Cái câu chuyện đấy là thật nhé. Thế nhưng mà nghe nó ly kỳ, nghe nó kỳ bí, nên như kiểu ưu sô. Thì lúc đấy mình sẽ nói là ưu sô mitai na hanashi. Đương nhiên là cái câu chuyện đấy vẫn là thật, được chưa nhỉ? Đó là ví dụ ưu sô mitai na hanashi. Thế còn ví dụ ưu sô poi hanashi, thì cái yếu tố ưu sô nó nhiều lắm. Và mình cảm thấy mình nghi ngờ về cái câu chuyện đấy, mình nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện đấy. Thế lúc đấy mình sẽ dùng là ưu sô poi hanashi. Không biết là liệu là nó có thật không, nhỉ? Mà cảm giác là cái đấy nó nhiều yếu tố nói dối, nhiều yếu tố ưu sô hơn là nói thật. Thì đây chúng ta dùng là ưu sô poi hanashi. Tiếp theo, mình có ví dụ tiếp theo cho các bạn, đó là taiyo mitai na hito. Taiyo mitai na hito. Taiyo là mặt trời, đúng không? Hito là người. Taiyo mitai na hito. Và ví dụ nữa đó là taiyo poi hito. Taiyo poi hito. Thì trong trường hợp này, taiyo là mặt trời, và hito là con người. Mặt trời là mặt trời và con người là con người, đúng không các bạn? Thế nên là hai câu này của chúng ta có một câu không dùng được ạ. Đúng, các bạn biết câu này có câu không dùng được. Hai, so desu ne, chính là câu này. Câu ở trên dùng ok, còn câu ở dưới dame. Câu ở dưới không nói được. Bởi vì là taiyo và hito là hai danh từ không liên quan gì đến nhau, đúng chưa nhỉ? Thế nên trong trường hợp này chúng ta sẽ không được dùng poi nhé. Cấu trúc poi không dùng cho những cái gì mà không liên quan kiểu như này, không được dùng ạ. Còn mitai nói thì ok như bình thường, có nghĩa là một người mà người ta như ánh mặt trời, lúc nào cũng akarui, lúc nào cũng rất chi là sáng sủa, đúng không nhỉ? Lúc nào cũng tươi cười niềm nở đó, lúc nào cũng như mặt trời ấy, thì gọi là taiyo mitai na hito. Các bạn lưu ý là không được dùng là taiyo poi hito nhé. じゃあ皆さんどうですか？わかりましたか？らしいポイントみたいな文献についてよくわかりましたか？các bạn thế nào ạ? Các bạn đã hiểu về ba cấu trúc là si, mi, tai và poi của chúng ta chưa ạ? Nani ka comment ga attara zehi comment no bubun ni comment shite kudasai. Nếu mà các bạn có comment gì thì nhớ comment ở dưới nhé. Chà, mata aimashou.